Mọi người chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2020, mình gửi đến các bạn một cái video hướng dẫn nhận 0.0 vớt 25 token NFT. Này nó đâu cho rút các bạn, để rút được các bạn làm theo hướng dẫn của mình nha các bạn. Rồi các bạn mở con bot Telegram của mình ra nha các bạn. Các bạn chỉ việc gõ vào mũi tên này nè. Các bạn gõ vào chữ CNF nha các bạn. Hoặc các bạn có thể click cái phần link mô tả của mình thì nó ra một cái trang, một con bot nha các bạn. Khoan, các bạn chờ một chút để mình tìm tập cần. Rồi nha các bạn gõ thì ra một con bot, các bạn nhấp vào con bot nha các bạn. Rồi. À cái đây kênh group của nó các bạn ơi, để mình qua cái kênh con bot của mình bấm. Rồi sau khi vào con bot các bạn bấm vào một menu nha các bạn. My menu, rồi các bạn bấm vào một quick draw nè các bạn. Rồi. Các bạn bấm vào quick draw central link, các bạn bấm start nha các bạn. Sau khi có quick draw luôn. Rồi các bạn gỡ lại cái địa chỉ với cho link của mình nha các bạn. Các bạn cũng lướt xuống đây nè. Trước kia tất cả các bạn khai báo bằng cái địa chỉ nào thì các bạn copy lại cái địa chỉ đó nha các bạn. Các bạn copy nè. Các bạn bắt đây. Rồi các bạn dán vào, các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn copy cái địa chỉ này nè các bạn. Các bạn gửi cho nó một địa chỉ target cái wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ này các bạn. Rồi các bạn nhấp vào, các bạn copy là gọi các bạn. Rồi các bạn trở về cái ví chain link của mình nha tất cả các bạn. Các bạn nên xem hết cái video này nha tất cả các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chain link của mình ra. Cái máy mình lót chậm thiệt. Rồi các bạn bấm vào một sen nè các bạn. Rồi các bạn bắt cái địa chỉ vào các bạn. Rồi các bạn gỡ vào cho nó một cái tóc cần TDS nha bạn. Bạn đi một, rồi bạn bấm nút send nha bạn. Rồi bạn bấm send for now, rồi nhập password mình vào nha các bạn. Rồi bấm done. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Đang gỡ các bạn ơi. Rồi các bạn, sau khi các bạn gỡ một TDS, các bạn nhấp vào một một trừ một TDS này các bạn nhấp vào nha tất cả các bạn. Transfer hashtag. Phòng hàng các bạn ơi, chờ mình chút xíu nha các bạn. Các bạn nhấp vào trang view SSK này, dưới đây data có hình mũi tên nè các bạn. Các bạn nhấp vào nha các bạn. Rồi nó chuyển cái hashtag đó. Các bạn gửi cho bot nha tất cả các bạn. Rồi các bạn copy cái hashtag này là các bạn nhớ đầu đuôi nha các bạn. Để các bạn copy nè. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Phải các bạn. Rồi các bạn chụp cái màn hình này lại nha các bạn. Phan. Phan các bạn. Để mình chụp cái màn hình này lại chứ. Rồi các bạn bắt up lên con bot nha các bạn. Các bạn gỡ vào cho nó cái tab này các bạn. Chết bà. Không bắt vào bạn dán cái tab nha bạn. Rồi bạn gỡ cho bot nha bạn. Rồi chờ nó cập nhật nha bạn. Khoan 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 các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi nha các bạn chờ nó cập nhật cái thông tin các bạn. Rồi các bạn trả dân bot các bạn cũng gõ vào cái từ CPF lên các bạn. Rồi chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn gõ vào, các bạn vào cái nhóm group của nó các bạn. Phan, cái nhóm group nó đâu ta? Phan, để mình kiếm nhóm group nó các bạn. Rồi nè các bạn, nhóm group nó chỗ này nè các bạn. Thì các bạn cũng gửi cũng như mấy ban ngày nha các bạn. Phan.
Thì để khoan khoan các bạn chờ mình chút xíu nha bạn. Các bạn gỡ lên một bức ảnh. Dưới đây thì có dòng độ thì các bạn ghi cái địa chỉ với tdit mình và htap nha bạn. Các bạn cũng trở về một cái đi các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha bạn. Các bạn bấm vào reset nè. Các bạn copy lại địa chỉ mình nha bạn. Các bạn chơi con bot nè bạn. Các bạn ghi giúp mình là một cái chữ send. Một tay đít nha bạn. Rồi các bạn xuống dòng. Các bạn nhấp vào đây nha bạn. Mình dán vào đây. Rồi dưới đây thì các bạn cũng chơi về con bot, các bạn ghi chữ hashtag nha bạn. Các bạn nhấp vô chữ trừ 4 trừ 1 TX nè, cũng nhấp vào cái trang view scan đó nè các bạn. Rồi các bạn nó chờ đến y như hồi nãy nha các bạn. Rồi các bạn copy hashtag này nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Các bạn cũng trở về một đây nè, các bạn bắt từ đây nha các bạn. Các bạn tục dán vào nữa các bạn. Phan phan, các bạn ghi chữ H. Phan các bạn, để cái chữ H tab mình ghi sao các bạn, để mình kiếm. Rồi các bạn ghi chữ H nha, chữ H nè. A, S, H nha các bạn. Rồi bạn chỉ gỡ thôi các bạn. Rồi như vậy là một cái video mình hướng dẫn cho tất cả các bạn rút tiền đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.